Đây là con cá lóc mình đang nướng nha các bạn. Đây, các bạn nhìn từng sớ thịt. Hello, chào các bạn. Chào các bạn đã đến với video clip của mình. Thì mấy ngày nay mình không có làm video clip. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video clip bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng cá lóc đi. Mình sẽ nướng cá lóc. Ngày hôm qua mình có mua được một con cá lóc rồi. Con cá lóc nó cũng khoảng 1 kg luôn. Và mình sẽ nướng nó với sa tế, ớt tỏi nha các bạn. Này là sa tế mình tự làm đó. Rồi bây giờ mình sẽ bằng cá rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Các bạn hãy coi hết clip của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt con cá lóc này mình mần nha các bạn. Bự lắm. Bây giờ mình sẽ bắt con cá lóc này mình làm, rồi mình ướp, mình sẽ nướng cho các bạn coi nha. Mình sẽ làm một món rất là ngon. Đó chính là cá lóc nướng. Các bạn hãy coi mình nha. Đây. Đây, mình đã bóc tỏi và ớt xong rồi nha các bạn. Thì mình sẽ phe luôn cái máy mình mới mua. Đây. Đây là cái máy xay mình mới mua nha các bạn. Mình sẽ xay tỏi với xay ớt ở trên chiếc máy này. Mình lấy ra. Đây. Mà sau này mình sẽ làm một video clip đó chính là xay thịt hay xay cái gì đó. Rồi mình sẽ nướng. Đây. Đây là chiếc máy siêu to của mình. Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ rửa nó và mình sẽ xay nó nha các bạn. Rồi các bạn chờ mình rửa xong nha. Ok. Giờ mình đã rửa xong nha các bạn, thì mình sẽ kéo dây điện, mình sẽ xay nó chứ. Để mình review thử coi cái máy này nó xay được như thế nào nha các bạn. Đây. Mình sẽ kéo dây điện. Rồi, mình đã cắm điện rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô và mình xay nó. Ok. Quá đã, quá đã, quá đã. Wow, cái máy này mà xay thịt thì khỏi chê luôn nha các bạn. Nhìn ngon chưa kìa. Rồi mình sẽ bỏ đây đi, mình sẽ đi lấy cá ra ướp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm sa tế nha, làm sa tế đó nha. Lửa lên, bếp cũ quá rồi, gán làm kiếm tiền đổi bếp mới rồi. Đây, chế dầu vô. Chửi lớn lên luôn nha. Đây, mình sẽ lấy cái xẻng này. Xào, xào, xào té. Đây, đây là hành tỏi mình xay lúc nãy nha các bạn. Lấy cho nó vô. Wow. Rồi bỏ như đây thôi, còn như đây mình sẽ để tương mình ướp nó có vị thơm nha các bạn. À, hồ đã.
mình sẽ dằn vào một chút muối. Một chút bột ngọt. Đây, bột ngọt nha các bạn. Nấu đều lên. Ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Đồ này chắc không cay rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ ướp cá nha. Ok. Đây. Mình sẽ đổ sa tế lên luôn đi. Cho lẻ. Mình sẽ đổ. Đây là sa tế. Ngon lắm. Ô anh đây. Nước mắm nó mặn lắm đó mày. Đây. Chờ xíu nước mắm nha. Đó. Đó. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Bột ngọt nữa nha các bạn. Đó. Đó. Cho thêm ít hạt nêm nữa đi, cho nó ngon. Cho thêm một ít đường. Nướng mà dằn đường lại. Rồi. Đảo nó lên. Cá này biết nhảy, sống. Rồi mình sẽ ướp trong vòng 15 phút nha các bạn.
cá mình đã ướp được một hồi rồi nha các bạn. Rồi, rất là ngon luôn nè. Bị quéo quéo các bạn ơi. Đây là cái dĩ nướng. Sẽ bỏ con cá lên mình nướng nha. Sẽ lấy một đôi đũa. Nãy mình không coi cái nó bị rớt củi xuống nó cháy một lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ con cá lên nha. Đây, cận cảnh hơn. Wow. Xin mời cận cảnh hơn nha các bạn. Hello. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Thơm quá. Thơm lắm rồi. Hết chịu nổi rồi. Giết tôi luôn đi. Thơm quá. Kẹp lại. Bạch ngựa nó lại luôn. Ôi ôi. Đã nè. Còn cái gì bằng nữa. Không phải rồi. Múc đổ lên luôn các bạn ơi. Chơi lớn luôn. Cái này là không nên làm ở nhà nha các bạn. Làm ở nhà là sẽ bị ghiền đó. Các bạn mà làm ở nhà một mình á là tới công chuyện luôn. Tự sướng không luôn quá. Đây, kẹp lại. Đảo, đảo, đảo vậy nè, nó. Ôi, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, ghê, 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 ghê. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Đây. Nướng than thôi nha các bạn. Nướng than cho nó ngon. Chuyên nghiệp. Ui à. Ui. Ui ui. Đó, cái gì chưa? Khổng vợ rồi. Thấy gì chưa? Quá chuyên nghiệp.
siêu cấp VIP Go. Thấy gì chưa, thấy gì chưa, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp lít cái bánh luôn rồi. Ê đi đi em. Dạ dạ dạ. Ôi con nó sôi kìa các bạn ơi, cái gì chịu nổi. Thứ hai, thứ ba. Ôi. Sôi kìa các bạn thấy chưa? Tôi là tôi thấy rồi đó. Tới công chuyện rồi đó. Thì tôi sẽ selfie cho nó. Đây, mình sẽ review cận cảnh. Đây là cái con cá lóc mình đang nướng nha các bạn. Đây là cái con cá lóc mình đang nướng nha các bạn. Đây, các bạn nhìn từng sớ thịt của nó nè. Wow. Thơm. Béo ngậy. Còn gì bằng nữa. Úp lại coi. Đây, 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 đây. Phần này mới là phần quan trọng nè. Da con cá rất là ngon luôn nha các bạn. Tôi nhìn là tôi đang chảy nước miếng luôn đó. Tôi không có nói với các bạn là nó ngon đến cỡ nào đâu. Đây, đây là tàn dư. Đây là hậu quả của việc mà đốt lửa mà bỏ đi làm chuyện khác nha các bạn. Cháy một lỗ luôn, đạp thang luôn.
bỏng luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nướng nó cho nó chín đó nha các bạn. Rồi đây là thành quả con cá đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn chung với là nước chấm siêu ngon. Ok, nước chấm này rất ngon nha các bạn. Nghe là mình phát thèm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt camera lên. Ok đây, bây giờ mình sẽ review con cá siêu ngon của mình nha. Ok đây. Đây. Rồi nãy giờ cái máy quay mình ăn đã đời luôn nhưng mà nó không có quay luôn các bạn. Đây mình sẽ review nhẹ lên cho các bạn nha, chứ nãy giờ mình ăn quá chứ ăn luôn mà có mình lên coi cái máy quay nó không chịu quay. Đây ngon lắm nha, món này là hơi bị phê đó. Món này là ai mà dạng như là bị cảm xúc yếu quá là chịu không nổi đâu, tại vì nó sướng lắm, nó phê lắm. Đây. Đây nha các bạn. Wow. Đây là thịt cá nè, vàng. Ngon. Đã lắm. Đây, nhà các bạn nha. Nãy giờ mình ăn hết nửa con rồi mà mình chưa có quay được khúc nào luôn. Thôi mình ăn như đây nữa thôi. Đã quá rồi. Rồi các bạn nếu mà thấy clip của mình hay á, nhớ các bạn nhớ cho mình một đăng ký và một like nha các bạn. Nếu mà các bạn cần mình làm thêm những video hay nào á thì các bạn nhớ comment phía bên dưới để cho mình làm ra được những video hay hơn nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn.